Dạ anh em, cái động cơ D905 nha anh em. Đây D905, con này mình vệ sinh xong rồi anh em. Máy này cực kỳ nha. Đây D905, D905 này là lồng 72 đủ nha anh em. Nó chung với dàn cầu 1105. 1005 là chung ha. Nó chỉ là cái dung tích xi lanh nó nhỏ hơn thôi, chứ nó cái mẫu mã bên ngoài thì nó giống chung ha. Đây mình vệ sinh xong rồi, mình làm xong rồi mình kết nổ cho anh em ha. Đó. Máy thì bầu im. Anh em có nhu cầu càng xài dòng này thì liên hệ bên Chi Tiêu Hồng Thắng ha. Đó. Quay chi tiết cho anh em xem rồi được thì anh em vô mua ha. Đây máy móc thì rửa xe gáy sạch trơn, để trên nền gạch luôn, không dơ. Anh em kỹ mới bán cho anh em được, xài lâu chứ không có hốt, không bày không đấy. Đây dòng máy này là dòng tua được 3.600 nha anh em. Đây tất cả một viên quản trăm, chưa lai chưa chuyển. Đây đời máy này nó có cái bơm dầu phụ luôn. Đây 905, anh em nào có nhu cầu xài thì là alo. Đây cái cây lên ga nó bị gãy anh em, về nó cắn móp xe nó bị gãy đó. Đây mình quay chia sẻ anh em chút xíu, mình kết nổ ha. Đây. Máy trắng bóng cực kỳ là êm. Lăng tăng chỉ 1-2 đốm mà vàng vàng, đây là do mưa nắng nó động thôi anh em, chứ còn máy này là cực kỳ là đẹp, không sơ không dặm nha anh em, tại nó đẹp gì là đẹp à. Nè, mình thấy nhìn thấy mấy cái cổ dê này nè, nó còn vàng khè luôn, với mấy cái này còn mấy cái dây dầu rồi nè, nó còn không có cứng, ý nghĩa là cái máy này chạy nó mới tháo kìa. Bấm chì còn luôn nha. Đây là có tắc cơ, tắc cơ đây, vàng ga, đây tắc điện, cực kỳ là đẹp. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình sẽ test máy nha nè. Rồi mình test khô thì không có nước thì mình không có test được nhiều nha anh em. Anh em nào có muốn nhu cầu mua thì vô liên hệ trực tiếp, mình sẽ chuyển nước test. Còn nhưng mà con máy này á, tại vì mình chuyển với cái nước ngọt vô á, nó sẽ bị ố lem cái đường nước ở trên, nên mình không có chuyển. Còn anh em nào mua á, thì
thì mình mới chiên thôi, chiên vô mình test cho gõ gạt. Hơi hám thì ok, mà con bé này tôi bao anh em là ok, không có hơi đâu, mấy này cực kỳ. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây ha, chào anh em.